Chào khán giả, thì hôm nay là em sẽ nhận một cái Fuso LED của anh trai đến từ Vĩnh Lộc. Thì xe này của anh á, tới mình với mục đích là bảo dưỡng lại máy. Thì với tình trạng xe hiện tại là nghe có tiếng xè, thì mình sẽ mở ra. Khi quá trình mình mở máy ra mình kiểm tra thử cần nâng cam đồ đó, nó có bể gì không là một. Và ở đây là lốc xả nhớt của anh bị bể. Thì lốc xả nhớt của anh bị bể thì đối với trường hợp xe Fuso LED này, cái lốc xả nhớt rất là rẻ, thì em sẽ thay là một cái lốc mới luôn. Và tại sao thì các bạn coi quá trình em mở ra, em thay em sẽ giải thích cho các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi, chào các bạn. Đây, tầng nâng cam nó hư đây. Các bạn thấy bánh răng bánh đồ mòn hết không? Đó, thì bây giờ là em sẽ tiến hành em mở tiếp nha các bạn. Cho nên là mình phải kiểm tra từng giai đoạn kỹ càng ha. Ở đây là phần chi tiết máy chủ xe gỡ ra. Mở camera tới đây nè. Thì tất cả những cái này kêu là hao mòn tự nhiên khi mà một chiếc xe các bạn chạy qua 70.000 cây, 80.000 cây. Thì những cái cao su, bánh lòng, bánh đồ này các bạn thấy là nó sẽ mòn hết. Đó. Những cái này á, các bạn đừng có nói máy mở ra tại sao phải thay. Mà nói các bạn những cái này là kêu là độ hao mòn tự nhiên của một chiếc xe. Bắt buộc luôn các bạn phải cho nó hao mòn, nó giống như nhôm sinh dĩ các bạn đó. Coi bê tông này, bê tông S tăng đa nha các bạn. 52.4 năm 2.5 đó là tổng ý tăng đa của xe Fuso LED mình đó. Thì mình sẽ lên code 1 cho chủ xe. Chuồng heo là chủ xe đi hư nè đó, rồi lá bố nè, rồi đầu bò nè. Đầu bò đóng khói vậy là bình thường nha các bạn. Chiếc xe chạy 70-80.000 cây mà bị như vậy là hoàn toàn bình thường đó. Thì bị thì người ta mới có bảo dưỡng cái chuông nè, đi sọc cái này nè đó. Thì bây giờ mình sẽ thay chuông nè, mình thay bố ba càng dài nè. Sài Gòn ngày mưa gió 1 tháng 7, thì hôm nay là em tiến hành ráp lại cái máy xe Fuso LED này. Thì đầu tiên á là cái lốc xả nhớt này em sẽ tiến hành em thay mới cho chủ xe. Mời camera lại đây. Thì cái lốc xả nhớt này khi các bạn thay mới á, anh em hỏi là hư con ốc xả nhớt thì tại sao á mà không đắp hàng lên. Cái việc đắp hàng á, cái tỷ lệ thất bại của nó có, không dám nói cao, nếu mà khi mà đã rã nguyên máy ra đắp hàng làm lại thì nó khắc phục được khoảng 90% nếu mà tay làm, người khác làm tay không biết. Thì cái xác suất mà các bạn thay mới và không bị xì nhớt lại chắc chắn là 100% rồi. Thì người chủ xe người ta bỏ ra số tiền lớn vậy, người ta luôn muốn một cái gì đó là chỉnh chu nhất, chu đáo nhất và an toàn nhất. Rồi, và cái lốc số còn giữ lại nè, các bạn sẽ thấy là mình vệ sinh hoàn toàn sạch sẽ hết 100% từ trong ra ngoài cho chủ xe đó. Bạc đạn tay sẽ thay lại full bạc đạn NTN của Nhật. Rồi, cái bộ số này nè, mình sẽ thay lại một bộ số mới cho chủ xe ha. Và do đó là em sẽ thay đúng bạc đạn luôn nha. Bạc đạn bên đây là mã 62 63 2 C3, là dinh của Fuso LED. Bên nồi là C3, bên lửa không C3, trả về lại đúng. Rồi, lòng ở đây á, thì em sẽ thay cho anh trai là một cái trái bích tông code 1 của hãng, một bộ bạc code 1 của hãng. Lòng này là xài lại, thì khi bảo dưỡng á, là sẽ cân đối giữa là xài lại món đồ cũ khách hàng, thay thế món đồ mới vào. Đầu bò á, thì ở đây á, là số bắp chưa thư, em sẽ không thay số bắp. Em sẽ thay là ốc tán chỉnh cò hãng, hai cái phó số bắp hãng cho chủ xe. Tiếp đến đó là về cái phần đầu, thì không hư số bắp thì mình sẽ làm gì? Thì mình phải vệ sinh lỗ xăng, lỗ bô và sấy số bắp. Hai số bắp này là em đem đi sấy lại, và quan trọng là em chỉnh miệng con lại ha. Chỉnh con miệng là gì? Là ở đây nè, cái này kêu là miệng số bắp. Thì mình sẽ chỉnh lại cho nó ăn một cái đường chỉ nhỏ giữa nè. Đó, như vậy. Đó. Rồi. Phán ơi, đưa này cho anh Hưng. Nói anh Hưng là đưa cho anh Hưng nó cầm qua quận 2 là anh Hưng biết. Rồi. Cam cò trên xe là em sẽ xài lại cam cò trên xe cũ nè. Cốt một số xe này bị cong nha các bạn. Có thể là chủ xe té ngã gì đó cong cốt một số. Em thay lại và em sẽ khắc phục luôn lỗ cơ bản trên xe là cần tăng cam Honda Fuso LED. Khi mà cái xe Fuso LED á, các bạn làm lại phần máy thì tất cả những cái lỗi cơ bản trên chiếc xe này sẽ đều được em phục hồi luôn, em khắc phục luôn, là
lỗi cần thân cam hay hư chuồng heo nồi, chuồng heo nồi hay hư đó, thì mình sẽ thay lại luôn và mình sẽ làm nồi lại. Ví dụ như là cái này là cũ trên xe nè, em sẽ giữ lại cái chuông này nè, là cái chuông mới là được tay thay vào cho chủ xe đó. Đi ba là sao nặng và lá bố thái. Trong phần làm nồi là tất cả những phụ tùng hãng, ví dụ như là lá bố thái nè, cao su. Hôm qua các bạn nhớ là em mở ra cho các bạn coi á, là cao su bánh lòng này nó mòn mất cái phần này luôn không, thì ở đây là mình thay lại cao su nè. Những cái này kêu là hao mòn tự nhiên và hao mòn bắt buộc trên chiếc xe đó, sẽ được em trả về cục đề, em sẽ gỡ ra em thay than đề lại cho chủ xe bằng than đề hãng luôn. Việc thay than đề này thì tại sao thay, bởi vì em thay cho chủ xe, chủ xe không có tốn tiền mà em tốn, cho nên em thay, được không các bạn? Chào Đồng Hương cùng quận Bình Tân nha, camera đứng đây nè, quay xuống. Thì đầu tiên á là sau khi làm máy xong thì báo chủ xe là số tiền là làm xong là nhiêu, thì ảnh nhờ em á là kiểm tra cổ phục nhẫn ba, thì em có làm lại cổ phục nhẫn ba cho ảnh và thay một cái bao dây ga, thay dây ga nha, em không thay bao tay, và em vệ sinh lọc gió cho ảnh, thay lọc gió. Giờ phần máy đã làm lại xong rồi nè. Là tiến hành là ấm cúng đồ lại rồi, ngon lành. Thì anh em giờ là tiếp tục đi và sử dụng. Thì những cái xe như vậy anh em hỏi mình có bảo hành hay không, thì có, bình thường hết. Là một, mình bảo hành theo số km cho anh em. Và tiếp đó nữa là trong quá trình mà anh em đi á, có bất cứ trục trặc gì á, anh em khỏi nhắn tin mình luôn, anh em chạy thẳng qua tiệm, mình giải quyết triệt để rẹt rẹt liền cho anh em, hỗ trợ xe đi giờ rồi tất cả mọi thứ. Các bạn thấy mà em làm á, những cái xe nào mà em đền em bảo hành được cho người ta, em cũng không giấu, đăng lên mạng cho các bạn coi luôn, để các bạn hiểu là quá trình làm ở tiệm bên Tây sẽ như thế nào cho một chiếc xe sửa chữa hay là một chiếc xe dọn. Cảm ơn các bạn.